Khóc rồi, khóc rồi. Lê khóc rồi. Con... Khóc rồi. Ôi, con Lê về rồi. Thôi xong rồi. Sao đây? Con Lê về rồi. Ôi, phải chú Linh được mà. Anh em à, chào hỏi chị cháu đi. Ôm thảm thiệt đi. Ôi, anh Hưng nha. Về mạnh khỏe nhá. Ôi, rồi. Rồi. Okay. Tâm ông, chào tâm ông. Ôi, anh trai, lại mạnh khỏe nhá. Em về luôn chứ, ngày đi, ngày mới đi về. Ok, hello, chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đến với channel Con Linh Vlog của Sống Châu Phi. Video hôm nay là đưa tất cả các anh em về về Việt Nam, lên sân bay. Chưa? Khá là nhiều vali nên là anh em sẽ tập trung lấy một xe Hilux để chở đồ lên, để chờ mối vali thôi. Đấy, mọi người thấy cái số lượng vali nó nhiều như thế nào? 7 người, 6 người gì? Rồi vừa chất vali thế bây giờ. Anh gói vali đỉnh nhỉ? Hello Kitty à? Úi giời, trời ơi. Của anh nhé, đúng không? Úi giời. Đây, hôm nay có anh ở lên đưa mấy anh em ra sân bay luôn. Chào mọi người nhá. Toàn vali hồng ấy. Không, không, không. Hùng AK mua vali hồng ấy. Sau một thời gian ở bên Angola, anh em về là chuyển giới hết rồi. Chuyển giới hết rồi. Không phải đâu, bên này chắc là không có cái, không có màu gì nữa. Hết màu rồi. Không phải hết màu mà ở bên đây nó không có con gái gì. Kìa, yeah. Quang Dũng này là cái xanh lè kìa. Quang Dũng làm cái màu xanh này đẹp này. Màu xanh này nhìn chất chơi này. Thế đây đây, ở bên đây là thiếu chị em phụ nữ chuyển giới hết rồi. Cái đây gọi là để khi mà đã đến tay này, chị phát hiện ra. Màu này là chắc mình bỏ mà. Ơ, cô lể về rồi. Rồi, cô lể về rồi. Rồi, anh nhân sang đây rồi. Rồi, lôi nào, lôi lại với chú Linh nha. Vì cao của chú Linh ơi. Ôi trời ơi, cô lể về rồi. Chú Hoàng về, chú Nam về. Khóc rồi. Lê khóc rồi. Khóc rồi. Ôi, cô lể về rồi. Thôi xong rồi, sao đây? Con Lê về rồi. Ôi, phải chú Linh được mà. Chú Linh yêu mà, chú Linh thương mà. À, chú Linh, là con Lê. Con Lê về đi. Con Lê về rồi. Con Lê về nhá. Bye bye rồi đây. Bye bye rồi. Bye bye cho con Lê về nhá. Thôi lần sau gặp nhau ở Việt Nam. Gặp nhau ở Việt Nam. Bye bye đi, bye bye đi. Bye bye. Chào đi. Ôm kìa. Ok. Ôi ôi, cô Lê về rồi. Bữa tối em ngủ sướng. Cô Lê, chú Hoàng về rồi. Đấy nhá, thơm chú Hoàng lắm. Rồi, bàn giao cho chú Linh đi. Bàn giao cho chú Linh đi. Bàn giao cho chú Linh à? Rồi, mời chú Linh nha. Vika, Vika mời chú Linh mà khóc à? Không phải không. Cô... Trời ơi, thương. Các bạn ơi, lôi khóc đấy. Lôi khóc các bạn đấy. Lôi khóc các bạn đấy. Rồi, bye bye nhá. Chào tạm biệt rồi. Ok, thôi. Rồi, lại nhá. Trời ơi, chết rồi. Rồi, lấy vali, nhặt lấy vali đi. Nhặt lấy vali ra mà đi về đi. Không chờ ở đây nữa. Cô Lê, đâu đây? Đi vali về đi. Bye bye nha. Đi về đi. Bye bye. Chào đây. Trời ơi, lôi ơi. Chết rồi, lôi ơi. Úi giời ơi. Hẹn gặp nhau ở Việt Nam nha. Thôi, xong rồi. Chào các bạn rồi. Menti ra đấy, cô Lê không về. Cô Lê nào về.
Cô Lệ có về đâu? Đây, cô Lệ có về đâu? Rồi, đây ở đây là tổng Metalism à? Vô ảm rồi. À thế thì à? Có mấy anh em ở cứ ngồi lên xe này này. Ngồi xe này đi luôn chứ sao? Đúng không? Ngồi lên xe này luôn chứ, hồ đồ luôn chứ. Đây xe này đi được mà. Có sao không bảo thêm một đi cùng. Có có. Bye bye nhá. Bye bye, vui vẻ nhá. Không à, không à. Không à, không à. Chào các bạn. Vui vẻ nhá. Lôi Fika cùng chú Linh. Gặp nhau ở Việt Nam nhá. Lôi Fika cùng chú Linh nhá. Chú thương đi, chú thương nhá. Chú thương đây nhá. Ý cha ơi. Bye bye nha. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye đi. Bye bye đi. Bê dù cái nào, bê dù để về đâu. Lứa đấy. Lứa đấy. Không phải về đâu. Không phải về đâu. Rồi, ai nhỉ? Đây, anh Hương đâu? Vali anh đâu? Vali bỏ đến được cả đấy. À bỏ nó quá, thế thì ít vali chứ có nhiều đâu. Ít mà. Ơ quả đây nữa này. Không thể có về đâu. Quả đây nữa. Cà cà, bỏ lên đây luôn thì nữa. Rồi cột lại. Vali anh đâu? Vali anh đâu nhỉ? Hello chào bạn. Của anh đâu chắc có bỏ thôi nhá. Đây rồi. Quên. Giấy tờ anh em ơi, đưa ra kiểm tra được cái khi về ạ. Ai ấy, ai cầm nghiêu kiện vấn lấy cam về kìa anh dùng này. Có cam đâu rồi? Đấy chứ, nhìn như kiểu ăn long. Ăn long, ăn long. Lâu rồi, chán rồi. Cưới đây, cưới đây, cưới đây. Anh cũng lấy cái áo này. Dạ, dạ. Ơ. Dạ. Anh em mới là ai của anh em. Quan trọng mấy đâu chiều đi đến thôi. Thế anh em đâu rồi? Đâu hết rồi? Đây, 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 cái cá rồi. Đâu rồi? Đi chứ. Cái tang của chó thôi. Đâu sao đâu. Đi ra rồi. Hai xe mà. Xe tôi anh đi ra một cái thoải mái. Xe thoải mái. Không sao, quá chứ tối qua mà. Không phải đâu. Không sao đâu. Tối qua mà. Ok. Anh em à, chào hỏi gì chào đi. Ôm thầm thiệt đi. Anh ơi anh Hưng nhá. Về mày què nhá. Ui giời. Nghệ sĩ. Ở rồi, quên này. Ở rồi, mình đưa đi mà nhỉ. Lôi lôi chào đây, lôi chào chú Hưng ơi. Chào chú Hưng ơi. Chào chú Hưng ơi. Ờ. Vui nhất là mama. Bye bye. Mama chào đi. Mama cười đi. Chào đi, chào đi, chào các chú đi. Lôi chào các chú về đi. Chào đi. Chào chú về một nhá. Bye bye nhá. Chào nó nghe. Bye bye. Mày mama là đỡ mày giặt đồ, đỡ mày rửa bát này. Được lắm đấy, vui lắm đấy. Nhìn nhìn vào lối này giống ăn long, ăn long. Ăn long. Ăn long. Tao gặp Hoàng Sáu nha. Về cà phê anh ấy mà. Về anh nhá, về anh nhá. Ơi, ấm đi. Không. Anh em mình đưa đi. Cô treo chắp đường. Ông chụp kiểu ảnh ở đây kỷ niệm anh em ở lại, anh em về. À. À okay. Đứng làm kiểu ảnh đi. Đứng làm kiểu ảnh đi. Đứng ra đây này. Đứng cả nhờ ai chụp lên. Đợi Minh Hú ơi. À phải đi ơi. Phải đi. Đây, tiếp theo photo. Thầy dạy tiếng Anh. Rồi anh em ơi, đi, lôi. Đứng dồn dồn. Đây, dồn đây, dồn lại đây. À, ở lại đứng sau à? Ở lại đứng sau ấy. Đừng, đừng, đừng phải trượt luôn. Đừng, đừng phải trượt ấy. Rồi. Mũi tù dạ. Rồi, vô đi, ai, ai vô đi. Phía sau nữa. Rồi. Mama, đây này. Được rồi.
Đấy, ok đấy. Rồi. Ok ok. Ok nắng này. Cháy hết da. Rồi tắm tắm nó đấy. Rồi ok. Ok phải đi. Rồi. Tắm bông cho tắm bông. Đúng thật là các danh hài. Thôi anh em vào đây uống nước một tí rồi mà đi nhờ. Uống nước một tí rồi mà đi. Ok, hẹn mọi người ngoài sân bay nhá. Ok, ok, hello mọi người nhá. Hiện tại là anh em mình đang có mặt ở sân bay rồi. Bây giờ là đưa hết đồ ra đây soạn. Mỗi người 3 vali. Ui dồi ôi, cái này. Đây nữa này. Một thùng tải đồ này. Ui dồi. Năm trăm nghìn. Cái này tí vào quấn nữa này. Quấn đàng hoàng vào. Mỗi người ba vali tự chọn nhá. Anh em vali nào tự chọn đi kìa. Chứ không tí nữa vào xếp lồn treo nữa. Ờ anh Nhật ra đây. Ờ anh. Hả? Anh em chọn vali đi, một người một nữa, một người một xe. Một người một xe. Không phải tí nữa xếp lại à? Đằng nào thì chả vào đây, chẳng quấn chung vào, chẳng cân cùng nhau. Ok, trời. Toàn hồng là hồng, vali hồng. Ôi anh trai, làm anh khỏe nhá. Em về luôn chứ, ngày này ngày mới đi về. Hôm nào ngày mới đi về, ngày mới đi về mà. Gì? Có cái thư mà. À, thư mời đại sứ quán à? Ừ, thư mời đại sứ quán. 27. Về nhanh thì sang khoảng tầm 3 ngày. 27 về về thì sang luôn. Đấy, 27. Về đi gặp gì? Hả? Thì mời một gặp ấy. Đi đèn nữa chứ. Đèn gặp. Để phóng phiêu này. Đi lấy bia đỏ à? Bia đỏ. Về ký chuyển nhượng. Ok đầy đủ chưa? Giấy tờ trang trại đất đai đâu rồi, đưa đây. Đây rồi. Thôi bye bye anh em nhá. Thế vào luôn à? Thế vào mà chích luôn đi còn gì nữa. Tứ gì nữa ấy, vào mà chích tí ra ngồi uống cà phê. Ôi, đi vào thôi. Tí là còn ra nữa mà. Chích. Giờ vào xếp hàng chích còn lâu. Đây để anh em vào chích nhá mọi người. Chích vali hết rồi sau tí rồi đi ra ngoài uống cà phê. Manu. Let us go back to Nubek for travel. Ta là ngồi đâu nhỉ? Ta ngồi đâu nhỉ? Hả? Em đi đoạn. Ở nhà đâu cài cái chế độ mình đi một tí là nó tự động. Ok.